Amazon, Apple, Google và Facebook. Dữ liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ cho thấy trong 5 năm qua, nhân viên của bốn ông lớn công nghệ đã tăng 3,5 lần. Đây là kết quả của việc mở rộng quy mô cũng như bảo vệ dữ liệu. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, tổng số người đang làm cho Apple, Google, Amazon và Facebook là 1 triệu 044 000 người, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Amazon, công ty điều hành hệ thống kho vận lớn và chuỗi cung ứng siêu thị GoFoods, có 750.000 nhân viên, Apple 137.000 nhân viên, Google 114.000 và Facebook 43.000. Facebook có tốc độ tuyển dụng cao nhất, phần lớn nhân viên mới có nhiệm vụ theo dõi lừa đảo trên mạng, do chi phí nhân sự tăng, biên lợi nhuận giảm xuống dưới 30% thay vì trên 50% của 2 năm trước đó. Tại Google, nhân viên nổi dậy vì công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty được dùng cho mục đích quân sự. CEO Sanda Pichai phải công bố bộ nguyên tắc AI cấm phát triển AI cho vũ khí và công nghệ mà mục đích chính là làm con người bị thương. trong khi đó, số nhân viên gia tăng còn gây ảnh hưởng đến cộng đồng nói chung. theo một công ty bất động sản tại silicon valley, diện tích văn phòng của năm hãng bao gồm Google, Apple, Facebook, Amazon và LinkedIn là 4,05 triệu m2, tương ứng với 87 sân vận động Tokyo Dome hay 750 sân bóng. do nhiều nhân tài công nghệ với mức lượng hậu hĩnh đổ về đây, giá đất tăng nhanh chóng ngay cả những người có công việc ổn định cũng buộc phải chuyển chỗ ở vì giá thuê nhà. Số người vô gia cư tại hạt Santa Clara mà Silicon Valley nằm trong đó là 9.700, tăng 30% so với 2 năm trước.